Xin chào các bạn. Trong giải giáp cấp liên tái năm 2019 này đã có một trận hỗn chiến ở tầm rất cao giữa đương kim bá chủ của võ lâm hiện tại, chiến thần hủy diệt Vương Thứ Nhất và một cao thủ hùng cứ tam phương, Trình Minh Đại Sư. Điểm nhãn của trận đấu này khó mà nắm bắt khi dàn quân với một thể thức rất đỗi bình thường, trung pháo tấn tam binh đối bình phong mã, nhưng cách thức phế xe của cao thủ ngay ở giai đoạn khai cục thực sự đã làm người ta phải choáng váng và vạn lần nể phục. Chúng ta cùng nhau thưởng lãm, trong đó Vương tiên thủ Trình hậu xuất, diễn biến như sau. Vương đóng trung pháo, Trình lúc này khởi chính mã. Vương khởi mã thì Trình xuất xe, sau khi Vương bình xe thì Trình mã 2 tấn 3. Và Vương đã chủ động lựa chọn bố cục trước là binh 3 tấn 1. Trình thấy vậy cũng tấn binh tương ứng thì Vương khởi tiếp mã lên cánh biên. Sau khi Trình đấm binh để kiềm chế thì bèn bình pháo vừa phục lộ đầu chủ lực. Và đương nhiên Trình Minh sẽ khai quân rất chính quy, mã 3 tấn 2 để phong tỏa lấy. Và Vương vẫn xuất quân theo lệ thường, nâng hoành xe, Trình Minh tượng 3 tấn 5. Rõ ràng nước bổ tượng này của Trình Minh đã tạo cơ hội cho Vương Thứ Nhất hình thành ngay một bố cuộc để gấp công là tả mã bàn hà, mã 3 tấn 4. Hồng phục nước là lao qua hà và nhằm thẳng vào một kẽ có thể ngọa tao như những trận chiến khai quân bài bản trước. Trình Minh bổ sĩ và quả thực như vậy, mã thắng lên. Chúng ta cần phải nắm bắt một điều. Về hình trận khai quân chính quy, đen có hai cách để tận dụng đến quân pháo lộ 8 này. Nhằm hồng có thể từ xa hoặc trực tiếp hạn chế tầm phát triển của quân mã lộ 6 rất hung hãn từ trước. Thứ nhất là chỉ cần đơn giản tấn pháo 1, hoặc là lựa chọn thứ hai của Trình Minh, tấn pháo qua hà. Và đương nhiên tới đây thì Vương lao mã để ngọa tào. Vừa phục chỉ cần một nước nữa, nếu như đen không đối phó từ trước, rất khốn khô. Xe và pháo đã vào một vị trí không thể nào đẹp hơn. Bởi vậy thì Trình Minh pháo thối 1. Và Vương Thứ Nhất vô cùng điềm đạm, xe tấn 2 để dùng pháo tạo căn trước. Đây cũng là một chiêu thức rất quen nằm trong những trận hình trung pháo đối bình phong mã, đặc biệt là ngũ lục pháo hoặc là ngũ thất pháo. Tới đây thì Trình Minh bèn thổi pháo chốc thẳng lấy quân mã đã lao qua từ đầu. Vậy là hoàn toàn rõ ràng, chiến mã duy nhất đã tốn rất nhiều nước đi, Vương Thứ Nhất đã đầu cơ, gần như đã phải đổ sông đổ bể, không hề còn một cửa thoát sinh. Chỉ còn một phương án duy nhất là phải bình xe để tạo căn, nhưng sẽ trở nên khá bị động, đen hoàn toàn có thể phản tiên. Nhưng trong hình cờ này, một lựa chọn đầy táo bạo của ngoại tinh lai khách chính là bình xe. Để bàn luận về một chiêu thức được xem là quỷ khốc thần sầu này của Vương Thứ Nhất, chúng ta sẽ chia làm 3 cấp độ. Nếu như còn ít am hiểu về cờ thì sẽ nghĩ đây là một đòn sai lầm chí mạng, tại vì bên đen chỉ cần dùng pháo để chém thăng. Và thứ hai, khi đã có đủ một chút kiến thức cao thâm thì người ta sẽ cho rằng Vương Thứ Nhất vô cùng sáng tạo, tại vì đã tìm ra một phương án rất hay để phế xe ngay từ đầu ở giai đoạn khai cục và chắc chắn sẽ giành được một hình trận vô cùng mỹ mãn. Nhưng góc độ thứ ba ở một đẳng cấp cao hơn, khi đã nhuần nhuyễn những biến đi khai quân chính quy, thực ra đây cũng chỉ là một nhánh nhỏ nằm trong bố cục trung pháo đối bình phong mã tấn tam binh. Và cách đi chính thống của đen trong hình cờ này là mã 2 tấn 1 diệt vào chốt, chốc luôn cả pháo thì vẫn đưa về một hình cờ đối công quyết liệt, cờ về tay của người nào cần phải bàn cãi nhiều thêm. Còn cờ thủ 5 mê xin được giải thích kỹ càng một chút để các bạn khỏi phải thắc mắc, nếu như đen tiện đường dùng pháo chém xe, chuyện gì sẽ tiếp diễn? Chiêu thức của bên đỏ là gì? Đương nhiên, một nước đầu tiên không cần suy nghĩ, lao mã để chiếu ngay, buộc tướng phải ngự giá thân trinh, rồi lúc này phải thối xe. Đây là một nước đi quan trọng nhất để có thể dẫn bên đen về cờ tử, không hề còn bất kỳ một cơ hội nào để dãy ruộng. Tại vì còn đang phục là bình xe vào lỗ 6 kết hợp với mã đủ để sát ngay, nhưng tuyệt đối đen không thể nào phòng thủ một cách bị động, ví dụ là dâng xe hoặc là bổ sĩ trước thì hình cờ sát cục vẫn hoàn toàn tương tự. Lúc này bình xe để chiếu, sau khi xe bình vào thì mới bình pháo để chiếu tiếp. Rõ ràng chỉ còn đúng một lựa chọn mà thôi, xe phải lệch ra, thì lúc này còn chẳng cần dùng pháo chiếu để ăn lấy quân xe lỗ 8 này, mà lập tức tấn pháo 1. Và đây là hình cờ bại cuộc của bên đen, đi kiểu gì thì pháo 7 vẫn bình 6 vào tuyệt sát. Cho nên từ đó suy ra trong hình cờ này ắt hẳn là còn một câu hỏi phát sinh, đen nếu như tấn tướng thì sao, chiêu thức vừa rồi của bên đỏ chẳng thể nào thực thi.
Tại vì sau khi bình dê chiếu thì đen chỉ cần nhẹ nhàng là bổ dĩ. Và lúc này tướng đã có dịp trốn vào giữa trung cung. Có phải là bên đỏ đã hy sinh một chiến xa vô ích? Thực ra với hình cờ này các bạn chỉ cần tinh ý một chút, hoàn toàn có thể phát hiện ra một âm mưu tàn khốc của đỏ là bình pháo qua lộ 2. Chắc chắn rằng quân xe lộ 8 của đen phải vong mạng, không hề còn bất kỳ một đường nào để chống đỡ. Và đây vẫn là một bại cục như thường. Sau khi mất quân xe ở lộ 8 thì hình cờ của đen vẫn hoàn toàn tan nát. Pháo mã thì còn nguyên nhưng đã chia làm hai nhóm nhỏ, không hề có một mưu đồ gì về chiến lược, thậm chí là chen chúc và tạo ra những kẽ hở để cho bên đỏ có thể lợi dụng một quân xe này và chốc chết dần dần. Thế nhưng tới đây không hiểu lý do vì sao mà Trình Minh đã quyết định là dùng pháo chém mã. Có phải là một cách thức cải tiến đại sư đã kịp thời nghĩ ra, hay đây là một kiểu bố cục lạ lẫm mà Trình Minh không hề am tường? Đương nhiên là vương sẽ phải dùng xe chém thẳng mã kích đấu chủ lực ở lộ 2. Sau khi xe chém lên thì chỉ cần đơn giản dùng pháo vần qua, vẫn đang còn giữ trọn vẹn nước tên của mình, xe chốc thẳng pháo buộc pháo phải chạy trước. Rồi lúc này bình pháo, lợi ích đã rõ. Vừa phục là dùng binh tấn 1 tràn qua hà y hiếp lấy quân mã lộ 7 này. Trình Minh bèn tấn pháo. Sau khi vương dùng pháo vượt sông chém thẳng chốt thì Trình lúc này mới đổi ngang mã, buộc tượng phải treo lên. Rồi tiếp tục ủi binh. Nước đi đổi mã vừa rồi của Trình Minh mang ý nghĩa về chiến thuật nhiều hơn. Thứ nhất là quân pháo trên lộ 6 này rất khó để tìm ra được một vị trí thích hợp chiếm đóng. Và thứ hai nữa, đổi đi một quân chủ lực của đối phương, dẫn về một hình cờ vừa thứ nhất chẳng hề còn đủ tam quân lực lượng nữa. Và đây sẽ là một niềm hy vọng để bên đen có thể cải thiện hình cờ ở giai đoạn trung cục. Nhưng không hề đơn giản, người xử lý ở đây là chiến binh số 1 của kỳ đàn Trung Hoa. Anh bèn đơn giản là tuần xe, Trình Minh buộc phải đối phó ngay, không thể nào nhởn nhơ dùng chốt tuần 1 để chém thẳng vào tượng được nữa. Lúc này pháo chỉ cần vật tượng, tượng thoái lui rồi dùng xe vần qua, ăn chết mã. Đang còn chốc luôn cả tượng, vẫn đưa về một cục cờ tàn, đỏ sẽ chiến thắng đến 10-10. Tại vì vừa vỡ đi đối tượng và thứ hai nữa rất khó để giữ được trọn vẹn trung binh. Với tình thế hoàn toàn áp đảo, hơn chẳng hai quân chốt, nhưng một điều cốt lõi là hai quân binh ở vị trí này rất gần trong việc tiếp cận hàng tuyến phòng thủ của đối phương, khiến cho trong hình cờ này Trình Minh buộc phải dâng pháo để ngăn cản. Thì vương vô cùng tài tình, bèn ủi thẳng binh. Dường như đã toan liệu những điều này rất kỹ càng, chiến thuật không hề bị mai một và thay đổi qua từng hình thế nước đi. Trình Minh tiếp tục tấn chốt để uy hiếp vào tượng thì vẫn để mặc bình pháo cản tượng trước, đang còn phục là dùng binh tấn 1. Trình thấy không thể nào chống đỡ vớt vát gì cả, bèn dùng chốt chém thẳng. Để chốt tràn lên, Trình Minh thối mã. Thì vương bèn dùng pháo vượt sông chém thẳng chốt, chốc luôn cả quân pháo lộ 4 này, pháo thối 1. Rồi mới nhẹ nhàng tấn binh biên. Mặc dù đòn dịch quân này của vương thứ nhất xem ra vô cùng tiện tay và gần như đi một nước ngừng hoàn toàn vô nghĩa, nhưng chúng ta ngẫm nghĩ kỹ thì đây quả thực là một đòn đi cao ngút trời về mặt chiến thuật. Nó là một cách hay để hạn chế là một quân linh động duy nhất khả thi của Trình Minh trong hình cờ này là quân mã lộ 8 không thể nào phát triển. Tại vì nếu không đi một nước khác thì đen chỉ cần nhẹ nhàng ủi thẳng biên chính và lúc này không còn điều gì có thể ngăn cản được việc mã 8 quăng lên biên và tiến hành thông thường. Còn quân pháo lộ 4 thì chỉ có một tác dụng duy nhất trong đường hướng phòng thủ mặt tướng mà thôi. Trình Minh bèn tấn xe để chốc thẳng chốt, giải phóng hình trận. Nhưng vương đã có một cơ hội vẹn toàn, pháo 4 tấn 2. Đây là một đòn bắt quân phục sát rất hay, khiến cho Trình Minh chẳng thể nào nhởn nhơ, bèn tấn pháo. Vừa phục là nếu như xe đỏ chém thẳng tượng, giành được thực lợi thì chỉ cần đơn giản bình pháo chiếu đủ để đánh chết. Bởi vậy thì vương bổ dĩ trước. Sau khi Trình Minh dùng xe thoái lui chốc thẳng pháo thì chỉ cần đơn giản ủi thẳng xe vào tượng. Trình bình pháo để kích đầu thì pháo lại vật ra chốt biên. Lúc này Trình đã thu được một thực lợi là dùng xe chém thẳng chốt. Vừa đang mời đổi đôi pháo một lần nữa nhưng vương pháo 1 lại tấn 3. Có thể nói là vương thứ nhất đang ngày càng bộc lộ một nội lực kinh khủng của mình. Những nước điều quân của anh hợp lý không thể nào tìm ra bất kỳ một điểm hở. Trong hình cờ này, Trình Minh buộc phải di động pháo và lựa chọn của anh là bình pháo để che chắn tượng. Vương thối xe. Mặc dù Trình Minh đã có cơ hội để phát triển mã vào vị trí đẹp hơn,
Nhưng lúc này, Vương cũng hoàn toàn làm được điều tương tự, điều động chiến pháo về một vị trí thích hợp, sẵn sàng gá vào giữa để liên công. Trình Minh lúc này tấn pháo để muốn giải phóng hình trận, thì Vương bình pháo một nước. Mặc dù là quân lực ngang nhau, thậm chí rằng về phía bên đỏ nếu như đứng ở vị đẹp sẽ dễ dàng để liên công hơn so với đơn xe vào sông pháo của bên Vương. Nhưng chiến thần Hủy Diệt, một ngôi sao sáng nhất trên kỳ đàn vào hiện nay, đang thể hiện một phong độ rất tốt. Những màn điều quân không thể nào coi thường, liên tục dồn ép Trình Minh vào thế phải chống đỡ. Đang còn phục là bình xe qua chiều và đánh chết cả một dây chuyền này, bởi vậy phải lật đật bình tướng ra khỏi cung, chấp nhận những hậu họa đang đón chờ ở phía trước. Vương bèn rào hoạt bình xe chiều trước, sĩ dương lên, thì mới thôi pháo. So với nước dùng xe đoạt chốt hoặc là chém sĩ của đỏ trong hình cờ này, thực ra chỉ là một nước tạm bợ tức thời. Còn về lâu dài vẫn phải điều động đôi pháo về gần nhau. Đây là nguyên lý cơ bản của song pháo và đơn xe kết hợp. Đang còn phục là dùng xe tấn 2 chém sĩ và tướng binh vào kết hợp pháo lồng, chắc chắn đen sẽ phải nhận thua. Bởi vậy, sĩ 6 tấn 5 là lựa chọn của Trình Minh. Vương bèn dùng xe chém thẳng chốt. Đe ra nước sát tiếp theo là dùng pháo 1 sẽ bình qua lỗ 6 này. Đương nhiên, đen phải đối phó ngay, còn nếu như để bị động, rồi lúc này chỉ cần xe 7 bình 4 thì vẫn phải vong mạng. Pháo 5 lộ sau này bình qua lộ 6 đánh chết chủ lực. Bởi vậy trong hình cờ này, Trình Minh, sĩ 5 tấn 6, gần như hình cờ đã bấn loạn, liên tục là những nước điều chỉnh sĩ tượng, nhưng bắt buộc phải đi. Còn tới đây thì mọi chuyện gần như ngã ngũ, bên đỏ, bình pháo chiếu, đương nhiên là tướng phải bình vào. Còn nếu như rời sĩ thì lập tức xe đỏ tấn chiếu vừa kết hợp pháo lồng. Lúc này thì pháo loại thối 3. Sau khi Trình Minh vớt vát pháo 7 bình 8 thì chỉ cần đơn giản đóng xe nhập trung. Để tránh khỏi nước rút thì phải lệch tướng ra lộ còn lại thì lập tức pháo lại theo. Lựa chọn của Trình Minh xe 7 bình 6 thì Vương ủi thẳng chốt. Và đây chính thức là một hình ảnh cuối cùng còn động lại trong tâm trí của Trình Minh, buộc phải buông quân để nhận thua. Tại vì toàn bộ quân lực kể cả hàng tuyến tấn công lẫn phòng thủ đều bị kiềm chế mà không thể nào thoát thân. Ngược lại thì bên đỏ còn vô vàn những kẽ hở để lợi dụng, hoặc là tràn hai quân chốt qua sông, hoặc lúc này xe 5 bình 3 để chọc thẳng vào mã, nhìn thấy từ trước nhưng không thể nào đối phó toàn vẹn. Có thể nói là một trận chiến rất hay, qua đó chúng ta lại thấy được nội lực khủng khiếp của vị anh hùng đang án ngữ đầu tiên trên bảng xếp hạng. Phần bình luận của Cửa Tướng Nam Mê hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi trọn vẹn của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.